Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin mang đến cho quý vị khán giả những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bản tin 24 giờ xin gửi lời chào trân trọng nhất đến quý khán giả. Xin mời quý khán giả đón xem bản tin mới nhất ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, tính đến 14 giờ chiều ngày 17 tháng 7 theo giờ địa phương, tâm bão Talim chỉ còn cách thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc 190 km. Dự kiến bão đổ bộ tối nay. Theo Reuters, bão Talim, bão số 1 theo cách gọi của Việt Nam, tiếp tục mạnh lên từ đầu ngày 17 tháng 7 và được dự báo là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Chính quyền phải hủy các chuyến bay, tạm dừng tàu cao tốc và yêu cầu người dân ở nhà. Cục khí tượng Trung Quốc cho biết cơn bão dự kiến tăng cường đổ bộ đạt mức nghiêm trọng khi đổ bộ vào tối nay dọc theo bờ biển phía Nam giữa các tỉnh Quảng Đông và Hải Nam. Mức nghiêm trọng theo thang bão Trung Quốc là sức gió lên đến 41,5 m/s, khoảng 149,4 km/h, tức trên cấp 13 theo thang bão mở rộng mà Việt Nam sử dụng. Tính đến 14 giờ chiều ngày 17 tháng 7, Trung tâm khí tượng Trung Quốc cho biết Talim nằm cách thành phố Trạm Giang của tỉnh Quảng Đông khoảng 190 km về phía đông nam. Gió giật gần tâm bão đạt tốc độ tối đa 38 m/s, khoảng 137 km/h. Nhà chức trách ở Quảng Đông và Hải Nam được yêu cầu chuẩn bị ứng phó với bão, trong khi thị trường chứng khoán ở Hồng Kông, Trung Quốc tạm dừng giao dịch trong ngày. Các phiên tòa cũng bị hoãn. Trung tâm khí tượng Trung Quốc dự báo gió giật mạnh ở vùng biển gần các tỉnh Quảng Đông và Hải Nam, sóng có thể lên 6-9 m. Ở phía Bắc Biển Đông cho đến ngày 18 tháng 7, mưa đặc biệt lớn lên tới 250-280 mm, dự kiến dội xuống bờ biển phía Tây Nam, Quảng Tây và phía Bắc Hải Nam. Một số thành phố phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến và phía Đông Nam tỉnh Giang Tô cũng hứng mưa từ 200-300 mm, hiện nhiều nơi đã ngập sâu. Ngược lại, thị trấn San Bao ở vùng trũng Phu Van của Tân Cương phía Bắc Trung Quốc lại hứng chịu nhiệt độ kỷ lục 52,2 độ C vào hôm 16 tháng 7. Dự kiến cái nắng chết người sẽ kéo dài ít nhất 5 ngày tới. Nhiệt độ cao kéo dài ở Trung Quốc thách thức lưới điện vào mùa màng, đang gây lo ngại về một đợt hạn hán mới, tương đương đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 60 năm qua. Mới nửa năm trước, thành phố Mạc Hà ở đông bắc tỉnh Hắc Long Giang phải chịu trạng thái đối lập khác biệt, nhiệt độ âm sâu 53 độ. Phá vỡ mức thấp nhất mọi thời đại trước đó là âm 52,3 độ vào năm 1969. Trung Quốc hứng chịu cơn bão nhiệt đới đầu tiên trong năm khi cơn bão Talim đổ bộ hôm 17 tháng 7. Do ảnh hưởng của cơn bão, hàng chục chuyến bay và chuyến tàu đã bị hủy bỏ. Bão Talim đổ bộ vào thành phố Trạm Giang của tỉnh Quảng Đông lúc 22 giờ 20 phút ngày 17 tháng 7 theo giờ địa phương, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão có thể đạt tới 136,8 km/h. Theo hãng tin Reuters, bão Talim được dự báo là một cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng khi sức gió mạnh hơn 150 km/h, rất hiếm khi xảy ra đối với một cơn bão vào đầu mùa mưa. Bão Talim đổ bộ vào thành phố Trạm Giang của tỉnh Quảng Đông lúc 22 giờ 20 phút ngày 17 tháng 7. Nước ngập sâu ở Trạm Giang tối 17 tháng 7. Gần 230.000 người ở tỉnh Quảng Đông đã được sơ tán tới nơi an toàn trước khi bão đổ bộ. Trong đó, hơn 8.000 công nhân nuôi cá đã được đưa vào bờ, theo Tân Hoa Xã. Chính quyền địa phương cũng ra lệnh đóng cửa hàng chục điểm du lịch ven biển, yêu cầu người dân ở yên trong nhà, đóng cửa mọi hoạt động kinh doanh và trường học từ trưa ngày 17 tháng 7. Ngoài ra, chính quyền Trung Quốc cũng đưa ra các cảnh báo lũ lụt. Cục khí tượng Trung Quốc đã phát cảnh báo đỏ về lũ quét ở một số vùng do bão Talim. Trong số này, có khu vực phía Nam Quảng Tây, một trong những nơi nằm trên đường đi của bão. Đây là cảnh báo đỏ đầu tiên trong năm 2023. Trong khi đó, giới chức tỉnh Quảng Đông, Hải Nam và Quảng Tây đã gấp rút chuẩn bị đối phó với bão. Các nhà chức trách ở Hải Nam đã yêu cầu các tàu ở biển gần đó quay trở về cảng và dịch vụ phà giữa Hải Nam, Quảng Đông đã bị đình chỉ từ đầu ngày 16 tháng 7. Đường sắt cao tốc và các chuyến tàu ngoại ô ở Hải Nam cũng bị tạm dừng. Các tuyến đường kết nối với hòn đảo du lịch này đóng cửa cho đến ngày 21 tháng 7. Truyền thông Trung Quốc đưa tin sân bay Chu Hải ở Quảng Đông đã hủy 43 chuyến bay đến và 36 chuyến bay đi vào ngày 17 tháng 7. Các sân bay khác ở Hải Khẩu và Quỳnh Hải cũng hủy tất cả chuyến bay đến và đi. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, lượng mưa tại một số thành phố ở phía đông nam tỉnh Phúc Kiến và phía đông tỉnh Giang Tô lên tới 200-300 mm chỉ trong vòng 3 giờ đầu ngày 17 tháng 7. Chính quyền tỉnh Phúc Kiến ban bố tình trạng khẩn cấp về mưa bão.
mưa và dông được dự đoán sẽ kéo dài từ cuối tuần ở hầu hết các quận và thành phố. Ngay cả trước khi bão Talim đổ bộ, hành khách trên một chiếc xe buýt công cộng ở Tanto đã lội qua nước ngập đến đầu gối để lên xe. Một người dùng mạng xã hội cho biết nước ở một số nơi đã ngập sâu cả mét tại đặc khu Hồng Kông, Trung Quốc. Sàn giao dịch chứng khoán của thành phố cũng đã ngừng hoạt động vì bão. Tất cả các phiên tòa xét xử trong thành phố cũng bị hoãn lại. Cơ quan quản lý sân bay Hồng Kông cho biết hơn 1.000 hành khách bị ảnh hưởng do chuyến bay bị hủy hoặc hoãn lại. Theo dự báo, bão Talim di chuyển về phía Tây Bắc vào khu vực Quảng Tây. Sáng ngày 18 tháng 7 duy trì ở tốc độ 20 km/h. Talim có thể giảm tốc độ trong sáng 18 tháng 7 suy yếu và tan dần vào ngày 19 tháng 7. Cục khí tượng Trung Quốc dự báo gió giật mạnh ở các vùng ven biển gần tỉnh thành phía Nam, mưa lớn từ 250 đến 280 mm trên bờ biển phía Tây Nam của Quảng Tây và phía Bắc đảo Hải Nam, những đợt sóng dữ dội cao 6 đến 9 m. Dự báo tấn công các khu vực phía Bắc của Biển Đông cho đến ngày 18 tháng 7. Tân Hoa Xã dẫn lời cảnh báo của trạm dự báo biển đảo Hải Nam về những con sóng cao tới 6 m ở phía Nam hòn đảo này. Thưa quý vị, lũ lụt thảm khốc trên sông Dương Tử đang tới. Có ít nhất 22 người thiệt mạng và khoảng 20 người mất tích sau khi một trận bão lớn đổ bộ vào Trung Quốc hồi cuối tuần qua. Trong khi nhiều khu vực tàn phá nặng nề bởi mưa lớn và lũ quét, khoảng 210.000 người ở 8 tỉnh khu vực miền Nam và Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Quý Châu, Giang Tây, Vân Nam, Chiết Giang và An Huy phải sơ tán. Tính từ ngày 10 tháng 7 tới nay, theo Bộ các vấn đề về dân sự Trung Quốc, mùa màng bị hư hại và hàng chục ngàn ngôi nhà bị sập, ước tính thiệt hại kinh tế là 7,34 tỷ nhân dân tệ. Tại thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, mưa lớn từ hôm 10 tháng 7 khiến các con sông vỡ bờ. 5 trường hợp tử vong được ghi nhận ở khu vực này. Trung tâm Cứu hộ Hạn hán và Kiểm soát lũ lụt Trùng Khánh cho biết 1.197 người đã được sơ tán và 66 ngôi nhà bị phá hủy. Tại tỉnh Láng Giềng Tứ Xuyên, 4 người chết hôm 19 tháng 7 sau khi mưa lớn và sạt lở đất khiến những ngôi nhà của các nạn nhân đổ sập. Vĩnh Ninh, một nhánh sông Dương Tử, trải qua đợt lũ lụt khủng khiếp nhất trong vòng 80 năm trở lại đây. Mực nước nhánh sông này tăng 1,43 m so với mức an toàn. Tại tỉnh Quý Châu, lực lượng cứu hộ đang cố gắng giải cứu 8 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất, vốn bị ngập sâu trong cơn mưa xối xả hôm ngày 19 tháng 7. Trong khi đó, tỉnh Hồ Nam ở phía Nam Trung Quốc ước tính bị thiệt hại khoảng 73 triệu nhân dân tệ, tương đương 11 triệu USD. Cách đây hơn 2 tháng, Tổng Thư ký Ủy ban Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Quốc gia kiêm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước, ông Lưu Ninh cho biết rất có thể sông Dương Tử sẽ ngập lụt nặng ở vùng Chu Lưu và Hạ Lưu trong năm nay. Tân Hoa Xã dẫn lời quan chức này cảnh báo mùa lũ đã bắt đầu sớm hơn so với mọi năm. Cũng theo ông Lưu, Trung Quốc nhiều khả năng phải đối mặt với hiện tượng thời tiết cực đoan do hiệu ứng El Nino xảy ra. Dự kiến từ tháng 6 đến tháng 8, toàn bộ sông Dương Tử có lượng mưa tăng thêm 50%, riêng khu vực Trung Lưu tăng 50-80%. Mưa lớn và dông bão đang tàn phá khắp Trung Quốc khiến hàng chục người thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế ước đến 25,9 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3,87 tỷ USD. Truyền hình nhà nước Trung Quốc hôm 14 tháng 7 cho biết 241 con sông ở 24 tỉnh của nước này đã tràn bờ, gây ngập lụt trong vài ngày qua. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa sẽ rơi nhiều trên cả nước vào cuối tuần, trong khi lũ lụt và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên. Mưa lớn và lũ lụt thường xảy ra ở Trung Quốc hàng năm khiến hàng trăm người tử vong. Năm nay đã có một tỉnh thông báo cái chết của 15 người và 3 người khác bị thương. Tỉnh Cam Túc ghi nhận 12 người chết, 4 người mất tích và hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết lượng mưa có thể vượt quá 80mm ở một số khu vực vào ngày 14 tháng 7, đồng thời cảnh báo lũ lụt ở phía Đông Bắc và kêu gọi chính quyền tạm ngừng các hoạt động ngoài trời cũng như theo dõi các tòa nhà có nguy cơ bị sập. Trong khi đó, mực nước sông Dương Tử chảy từ Vân Nam đến Giang Tô và Thượng Hải trên bờ biển phía Đông Trung Quốc đã dâng cao, gây ngập lụt ở nhiều nhánh và đổ lượng nước khổng lồ vào hồ chứa Tam Hiệp. Hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin hơn 10 con đường cao tốc ở tỉnh Tứ Xuyên hiện không thể tiếp cận do lũ lụt. Một cây cầu bắc qua sông Min, một nhánh sông Dương Tử cũng bị sập. Tính riêng ngày 12 tháng 7, lũ lụt ở tỉnh Tứ Xuyên đã gây thiệt hại khoảng 2,4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 360 triệu USD theo cơ quan quản lý khẩn cấp. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai đến Tứ Xuyên và tỉnh Cam Túc lân cận. Thành phố Trùng Khánh gần đó đã sơ tán hơn 80.000 cư dân vào ngày 13 tháng 7. Mưa lớn cũng khiến sông Hoàng Hà chảy qua miền Bắc Trung Quốc tràn bờ, làm gián đoạn một phần tuyến đường sắt ở tỉnh Thiểm Tây. Khu vực Nội Mông bình thường vốn khô cằn, nay phải ban hành cảnh báo lũ lụt. Kính thưa quý vị,
hơn 120 người. Báo cáo trước đó là 135 người có thể bị chôn vùi trong một trận lở đất nghiêm trọng ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Nhân dân Nhật báo cho hay khoảng 40 ngôi nhà đã bị phá hủy ở làng Simo, huyện Mao Tây An sau khi một sườn núi đổ sập xuống lúc 6 giờ sáng ngày 14 tháng 7 theo giờ địa phương. 500 nhân viên cứu hộ đã có mặt và cố gắng xác định vị trí của người mất tích. Hình ảnh của nhân dân Nhật báo cho thấy hàng chục chiếc máy xúc được huy động. Giới chức Tứ Xuyên cho biết vụ sạt lở từ ngọn núi cao 3.000m tạo ra đống đất dài khoảng 2 km, rộng 400m và dày 50m. Lở đất cũng làm tắc nghẽn một đoạn sông dài 2 km theo Tân Hoa xã. Cảnh sát đã cấm đi lại trên một số tuyến đường trong huyện đến ngày 15 tháng 7 để tạo điều kiện cho lực lượng cấp cứu di chuyển. Theo báo giới địa phương, một cặp vợ chồng và một đứa con nhỏ hơn 1 tháng tuổi đã may mắn thoát nạn. Người chồng kể vợ chồng ông tỉnh giấc do con khóc vào khoảng 5 giờ sáng nên kịp chạy ra khỏi nhà. Tuy nhiên, họ vẫn bị chôn vùi và được đội cứu hộ cứu ra sau đó. Cả ba được đưa tới bệnh viện và sức khỏe đã ổn định. Cảnh sát địa phương cho hay lở đất là do mưa lớn nhiều ngày qua trong khu vực này thiếu vắng cây cối. Cả hàng tấn đất đá rơi xuống, cảnh sát trưởng Trần Thiện Bác nói. Khu vực trên thường xảy ra động đất, bao gồm một trận vào năm 1933 khiến nhiều người của thị trấn DC bị vùi lấp. Năm 2008, trận động đất 8 độ Richter ở huyện Vấn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên gần 70.000 người thiệt mạng. Trong khu vực này còn có nhiều đập nước, bao gồm hai nhà máy thủy điện ở thị trấn DC gần ngôi làng vừa bị chôn vùi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bản tin ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Mọi thông tin đóng góp xin để lại dưới phần bình luận. Nếu thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, một comment và nhấn chuông để đăng ký kênh. Cảm ơn và các bạn chú ý lắng nghe. Chào và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.